双枪迎面，笑傲今生历经百千，把酒偏欢醉相见。沧海浪点，昨夜梦里曾见，今夕波澜，何处风雨点点。是是非非恩怨，世纪红颜，携手海角天边。跃马扬鞭，苍穹一现，那关风霜相迎面，笑傲今生历经百千，把酒言欢醉相见。跃马扬鞭，苍穹一现，那关风霜相迎面，笑傲今生历经百千，把酒言欢醉相见。Tiểu thư có chuyện gì? Phu nhân mời tiểu thư qua phòng. Dân phu nhân, chuyện này trông cậy vào bà. Tôi à? Vậy thì hơi khó. Đành rằng Tử La là con của tôi, nhưng mọi người cũng biết đó, trước giờ nó không chịu nghe ai nói chuyện. Nó không muốn làm, không ai có thể nói nó được. Ủa, Tấn Ba Ba, Tấn Ba Mẫu, hai vị đến rồi sao? Tử La, mẹ, mẹ kêu con có gì không? Không phải mẹ kêu con, mà là Tống Bá Bá, Tống Bá Mẫu muốn tìm con. Chuyện gì vậy? Đăng Tiêu, chuyện gì vậy? Hả? Chuyện này để cha và mẹ nói đi. Phu nhân à, hay là bà nói đi. Chuyện là gì? Tử La, hôm nay hai bác tới đây, hai bác đến dạm hỏi con. Dạm hỏi? Dạm hỏi gì chứ? Là họ Tống của bác muốn dạm hỏi nhà họ Vân của con. Hai bác muốn mẹ con gả con cho Đằng Tiêu của bác. Tử La, con và Đằng Tiêu của bác từ nhỏ đã thanh mai trúc mã rồi, cùng nhau lớn lên, bấy lâu luôn rất thân với nhau. Vả lại bác và mẹ con cũng là hảo tỉ muội mà. Thật ra từ lâu bác đã coi con là con của bác rồi. Phải đó Tử La, cũng nhờ Tống Bá Bá không chê bai chúng ta. Từ khi cha con qua đời đến nay, công việc của Tiêu Hãn, Tống Bá Bá cũng giúp chúng ta rất nhiều. Mẹ vô cùng đồng ý với hôn sự này. Bây giờ còn tùy con thôi hả? Phải đó, có gì mà chê hay không chứ. Tử La của bà tướng mạo đoan trang, bụng dạ cũng tốt. Đằng Tiêu của tôi may mắn cưới được thê tử tốt như Tử La mới là may mắn của gia môn đó. Tử La, cha con qua đời, mọi việc trong nhà đều do mẹ con chúng ta chống đỡ. Bây giờ tuổi của mẹ đã già rồi, chống đỡ không được bao lâu. Mẹ lo lắng nhất không phải chuyện khác mà là con đó. Nếu mẹ có thể chứng kiến con xuất giá, sau này mẹ cũng không còn ân hận gì để gặp cha con nữa. Mọi người bàn xong rồi sao? Phải, hôn nhân đại sự xưa nay đều do cha mẹ quyết định. Quyết định như vậy đi. Xin lỗi Tống Bá Bá, Tống Bá Mẫu. Tức là sao? Không giữ chưa có ý lấy chồng. Tử La, Tử La, con không yêu Đằng Tiêu của bác sao? Đủ rồi, đừng nói nữa. Đằng Tiêu. Đằng Tiêu tìm cái đấy. Lão gia, hai vị xin lỗi nha. Con gái của tôi cứng đầu là vậy đó. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Xin lỗi huynh, không phải muội cố ý. Tại sao? Muội cho huynh biết đi, thật ra là tại sao? Không thể giải thích được. Chúng ta chơi chung từ nhỏ tới lớn, muội chưa bao giờ yêu huynh sao? Muội không phải là không yêu huynh. Vậy sao muội không đồng ý? Tình yêu muội dành cho huynh là tình yêu của một ca ca, không giống nhau. Ca ca? Nhưng chưa bao giờ huynh coi muội là em gái cả. Bấy lâu muội cũng nghĩ như vậy. Nếu hôm đó không xảy ra chuyện... Đủ rồi, đừng nói nữa. Có phải trong lòng của muội có ai khác không? Không. Thật ra huynh có điểm nào không tốt chứ? Là muội chán ghét huynh. Huynh rất tốt, lâu nay huynh rất tốt. Vậy tại sao muội không yêu huynh chứ? Muội mau nói đi, sao không yêu huynh? Huynh có gì không tốt? Muội cho huynh biết đi, huynh có thể sửa đổi mà. Muội đã nói rồi, muội coi huynh là ca ca, có những chuyện không thể miễn cưỡng được. Huynh đừng làm như vậy. Nếu huynh còn như vậy, luôn cả tình bạn chúng ta cũng không còn. Muội đi đi. Muội không muốn gặp muội nữa. Muội đi đi. Nếu muội đi rồi huynh sẽ dễ chịu hơn thì muội đi. Con xin lỗi mẹ. Người nói tiếng xin lỗi là mẹ mới đúng. Mẹ chưa được sự đồng ý của con đã đồng ý với họ rồi. Tử La, dù sao mẹ cũng hy vọng con có thể suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng nôn nóng từ chối họ. Cả nhà Tống Bá Bá là người thấu tình đạt lý. Lúc họ đi về còn nói con có thể suy nghĩ kỹ lưỡng mà. Không cần đâu, con không muốn lấy chồng. Dù sao con gái cũng phải lấy chồng, không lấy làm sao được chứ. Sau này ai sẽ lo cho con? Mẹ, mẹ bỏ mặc con sao? Khờ quá. Mẹ đã già rồi, trước sau cũng phải chết. Nếu mẹ chết thì chỉ còn lại một mình con. Mẹ à. Tử La, con nghe mẹ nói đã. Tống Bá Bá làm quan, bây giờ công việc ở tiêu hãn tệ như vậy. Chúng ta làm tiêu hãn cũng cần quan phủ hết lòng chiếu cố. Mẹ nói cho con biết, bấy lâu nếu không nhờ Tống Bá Bá lo lót giùm chúng ta, nguy võ tiêu hãn cũng không chống đỡ đến ngày hôm nay. Thật sự là họ Tống rất có tình có nghĩa đối với chúng ta. Con biết, nhưng mà... Con nghe mẹ nói hết đã. Đằng Tiêu là một nam nhi rất tốt, con người thật thà, lại hiếu thảo, cũng hết lòng chiều chuộng con. Con sống với nó nhất định sẽ hạnh phúc. Con không biết là đi theo huynh ấy có hạnh phúc hay không, nhưng con thật sự không thể lấy một người mà bản thân mình không có chút cảm giác gì hết. Con biết thế nào là hạnh phúc sao? Mẹ sống đến ngày hôm nay vẫn chưa biết rõ. Thế nào gọi là yêu, nhưng con biết thế nào gọi là không yêu. Mẹ à, chung thân đại sự của con, mẹ để con tự quyết định đi. Mẹ không cần bận tâm giùm con được không? Thôi được, đành phải như vậy thôi. Không ai có thể khuyên được con. Muội đi đi, muội không muốn trông thấy muội nữa. Muội đi đi. Dạ cô nương. Sao ngươi đuổi kịp ta vậy? Tôi giỏi tài theo đuổi lắm. Vậy sao? Phải, có lần tôi đuổi theo con heo rừng, tìm 2 ngày 2 đêm cuối cùng tôi cũng tìm được. Vậy mà mẹ ta còn nói ngươi là người thật thà thì ra nói dòng dao để chửi người ta. Ê,
nhân, có chuyện lớn rồi phu nhân. Xảy ra chuyện gì? Mới sáng sớm đã hốt hoảng như vậy rồi. Tiểu thư mất tích rồi. Cái gì? Sư huynh, thật ra chúng ta đi đâu vậy? Huynh cũng không biết. Huynh chỉ muốn tìm một nơi an toàn cho sư phụ dưỡng thương mà thôi. Hay là chúng ta đến quy võ tiêu hẳn đi? Không được. Tại sao vậy? Nhân ba bá cùng cha huynh với lại cha muội đều là hảo huynh đệ, tại sao không thể đi chứ? Chính vì là hảo huynh đệ cho nên huynh không muốn liên lụy người ta. Huynh đã liên lụy cả nhà muội rồi. Nhưng mà bây giờ tình hình nguy kịch quá. Không được, tuyệt đối không được. Cho dù huynh liều mạng với chúng cũng không đến quy võ tiêu hẳn. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Dạ. Sư phụ ngồi đi. Ngồi đi. Cẩn thận. Cha không sao chứ? Không sao. Trong nhất thời không chết được đâu. Nguyên Siêu. Dạ. Con giúp sư phụ đến Trấn Bách Thảo đi. Đến đó làm gì? Trấn Bách Thảo có một ly thần y, là bạn của sư phụ. Y thuật của ông ta cao siêu, e rằng chỉ có ổng mới chữa được vết thương của sư phụ. Thật sao? Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Không được, con đi một mình đi. Ta đã tính rồi, từ đây đến Trấn Bách Thảo đổ khoảng 3 ngày rồi. E rằng vết thương của sư phụ không thể duy trì lâu như vậy. Nhưng mà để hai người ở lại đây con không yên tâm chút nào cả. Không lẽ con muốn nhìn thấy sư phụ chết dọc đường hay sao? Đừng suy nghĩ nữa, đi sớm về sớm. Vậy thôi được. Sư muội, phiền muội sang sóc sư phụ giùm huynh. Sư phụ, người cố gắng bảo trọng, con sẽ quay lại ngay. Đi đi. Cha không sao chứ? Đứng lên đi. Để làm gì? Chúng ta đi. Đi? Đi đâu chứ? Chẳng phải chúng ta đã hứa ở lại đợi sư huynh về sau? Không, chúng ta đi. Nhưng mà chẳng phải sư huynh đi tìm thần y chụp cho cha sao? Huynh ấy quay lại không tìm được chúng ta sao? Thực tế không thật đi. Cha đã gạt nó. Tại sao vậy? Cha không còn nhiều thời gian nữa. Cha không muốn dương mặt. Nếu nó cõng cha đi thì đi được bao xa? Con hiểu rồi. Chúng ta đi thôi. Cha cẩn thận đó. Giám bối Mậu Trường Phong 10 năm trước từng bị thí võ công với ông, nhưng đã thua nửa chiêu. 10 năm trước? Ngươi là người của triều đình, 10 năm trước thì đúng, bây giờ không phải. Ngươi tìm ta có chuyện gì? 10 năm trước tôi thua nửa chiêu, bấy lâu ấm ức trong lòng, tôi muốn đấu lại. Ngươi đến trễ rồi. Ngươi nhìn bộ dạng hiện giờ của ta đi, đó là đèn khô trước gió, không thể đáp ứng. Không phải với tiền bối, tôi lặn lội đường xa đến tìm lão, lão nói không đấu với tôi. Người này nhất định là con của lão, nhất định lão đã truyền dạy võ công cho cổ. Mau, tôi đấu với cổ, khoái đau là được rồi, nhanh lên. Xin lỗi, tiểu nữ còn nhỏ, võ công thấp kém. Nếu đại hiệp thực sự muốn so tài, lão phu có một chủ ý. Sao hả? Dùng đau thương thật, lão phu nhất định đấu không lại cậu. Chúng ta cùng đấu văn đi. Đấu văn?
phàm là công phu võ thuật cũng phải có chiêu pháp. Chúng ta dùng miệng nói chiêu thức, tỉ thi một trận, cậu thấy thế nào? Cũng tốt. Cậu là hậu bối, cậu xuất chiêu trước. Vậy tôi không khách sáo. Phi Long Tại Thiên, thiết quả hoạch gà. Long nhập cửu châu. Xuân vũ tiêu phi. Không thể nào. Thực tế hai chiêu này không thể tiếp nối. Sau khi khỉ lười dương dai làm sao dùng tung hoành tứ hải? Thực tế là không thể. Bây giờ tôi đã như đèn cô trước gió, đương nhiên là không thể. Khoái đào lưỡi dao của tôi dùng 5 chữ kỹ xảo khoái chuẩn nhẫn làm quyết. Nếu là năm xưa hai chiêu này có thể lần lượt sử dụng. Tiền bối, nếu lão nói bằng miệng dĩ nhiên là được rồi. Nếu hôm nay tôi và lão đơn đã độc đấu thua lão, tôi không phục khẩu phục. Nhưng bây giờ giá nào tôi cũng không phục, tôi muốn đấu lại. Bộ xương già của tôi làm sao đấu với cậu chứ? Tức muốn chết, tức muốn chết. Chá, lần này chết rồi, bên ngoài có rất nhiều quan binh. Đó là chó theo đuôi. Nếu tôi muốn bắt hai người thật, tôi có cần bày nhiều trò không? Tiền bối, lão tự lưu thân đi, cáo từ. Khoan đã, lúc nãy cậu thua mà không phục đúng không? Dĩ nhiên là không phục rồi. Thôi được, tôi tiến cử cho cậu một người đệ tử tôi Mạnh Nguyên Siêu. Nó được tôi chân truyền, ngộ tính rất cao, hơn nữa tuổi trẻ sức mạnh. Để nó tỉ thí thầy tôi, có lẽ cậu tâm phục khẩu phục rồi chứ? Bây giờ hắn ở đâu? Tôi cũng không biết. Nhưng mà cậu muốn tìm nó nhất định sẽ tìm được đó. Mạnh Nguyên Siêu. Bây giờ tôi đi tìm hắn. Bây giờ cậu chưa đi được. Tuy nó tuổi trẻ sức mạnh, nhưng năng lực kinh nghiệm còn kém. Chỉ có thể phát huy được 3 phần đao pháp lưỡi dao của tôi. So tài với cao thủ như cậu, chỉ cần dài 3 đường, nó nhất định không đánh bại được cậu. Tiền bối, vậy tức là sao? Lão kêu tôi đấu với hắn, lại nói là đấu không lại tôi. Tức là đấu hay không? Vậy đi, chúng ta sẽ thỏa thuận theo quân tử. 5 năm, cho nó thời gian 5 năm để nó siêng năng khổ luyện. 5 năm sau, nhất định nó có thể phát huy được 8 phần đao pháp lưỡi dao. Đến lúc đó mới đấu, cậu cảm thấy thế nào? Ý của lão tức là trong 5 năm này tôi phải bảo vệ mạng của hắn, có phải vậy không? Quả nhiên là người thông minh. Lão còn thông minh hơn tôi nữa đó tiền bối. Được, có thể đấu là được rồi. Quân tử giấc ngôn. Cha, sao cha không chờ hắn giúp chúng ta chứ? Tại sao người ta phải bán mạng vì chúng ta chứ? Hắn có thể đồng ý lo cho sư huynh của con đã là sai rồi. Không được là bay, không được là bay. Đừng nhiều lời quá. Dù sao người đó cũng là nhất đại khoái đao lữ thọ côn, nên học cách thế nào gọi là tôn trọng, đừng thất đức quá. Nè, nể mặt tôi, thả họ ra đi. Muốn đưa bọn chúng đi à? Còn tùy vào bản lãnh của ngươi nữa kìa. Hey!
Đừng ép tôi giết người. Ta sẽ bấm báo với Bắc Cung Giọng đại nhân. Cho hỏi, có phải ở đây có Lý Thần Y không? Hả? Tôi không biết. Đại ca, cho hỏi Lý Thần Y sống ở đâu vậy? Huynh có biết không? Tôi không biết. Sao lại không biết chứ? Nè, cô nương à, tôi muốn hỏi cô có biết Lý Thần Y sống ở đâu không? Không biết. Sao lại không biết vậy? Sư phụ nói mọi người trong trấn đều biết mà. Chẳng phải ai cũng biết sao? Ê, vị khách quan này muốn ăn gì không? Thịt hương của bổn quán là đệ nhất trong trấn đó. Thịt hương à? Thôi đi, cho tôi tô mì Dương Xuân đi. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Gọi thêm vài món đi. Không cần đâu. Thôi được, đợi lát. Nè, ông làm gì vậy? À, Thiếu Hiệp dừng tay. Tôi nghĩ Thiếu Hiệp mới ra giang hồ. Cậu nhìn đám người bên kia đi. Đầu trộm đuôi cướp, hai mắt láo liền. Mới nhìn đã biết không phải là người tốt rồi. Cảm ơn các vị. Đi cẩn thận nha. Tôi đã nhắc nhở Thiếu Hiệp nên cẩn thận giang hồ hiểm ác. Cảm ơn đại hiệp nhắc nhở. Theo tôi thấy Thiếu Hiệp không giống người bản xứ. Không biết là Thiếu Hiệp có chuyện gì không? Tôi ở nhà buồn cho nên ra ngoài dạo chơi thôi. Ừ, Thiếu Hiệp có hứng thú lắm. Đứng lại. Thiếu Hiệp cẩn thận. Cẩn thận nha Thiếu Hiệp. Cẩn thận nha. Tay nãy của tôi đâu? Sao mất tiêu vậy? Thiếu Hiệp đừng sợ, tôi rành nơi này lắm. Tôi đi tìm nhiều cậu. Cậu đợi tôi nha, đừng có đi đâu ha. Lần này cũng được lắm. Nè, sao không đợi tôi mới chia chứ? Ê, tới đây. À, nè, tới đây. Sao hả, được bao nhiêu rồi? Được. Ê, phần này của tôi ha. Ồ, thì ra các ngươi là đồng lõa. Phải. Vậy thì sao? Trả lại tay nãy cho tôi. Một xéo đi đi. Chạy đi. Cảm ơn đại hiệp cứu giúp. Thiếu Hiệp không giống như người bản xứ. Đám lưu manh này đáng ghét lắm. Cả gan làm những chuyện lừa gạt giật đầu người. Cũng tại tôi bất cẩn thôi. Lộ kiến bất bình, bậc đã tương trợ là chuyện mà người giang hồ nên làm. Thiếu Hiệp, hay là chúng ta tới trà lâu uống chung trà mới được. Cũng được. Nè, Qua Dinh dùng trà thay rượu, kính Thiếu Hiệp một chung. Thiếu Hiệp, huynh bị sao vậy? Chóng mặt quá. Đương nhiên rồi, uống bách hoa tán là vậy đó. Bách hoa tán? Sao nóng vậy? Nóng là đúng rồi. Hả? Đúng rồi, buông tay ra. Tử La, có tay dây. Đừng la nữa. Buông tay ra đi. Có tay dây. Sao tôi lại ở đây? Buông tay ra. Tôi là Nam Nhi mà. Tôi nghĩ ngoại trừ cô cho rằng cô là Nam Nhi, không ai không nhận ra cô là một cô nương. Hơn nữa, còn là một cô nương vô cùng xinh đẹp. Có gì ai? Không cần phải la nữa. Bách hoa tán này là do tôi bỏ công bào chế. Cho dù cô đoan trang thế nào, cũng sẽ biến thành phụ nữ dâm loạn. Quang đi. Có tôi. Thả tôi ra. Có tôi.
Dám tập to cơ. Lần này cho ngươi hưởng đó. Cậu đã trúng bách qua tháng lợi hại nhất. Nếu không kịp thời điều hòa âm dương thì kinh mạch sẽ nứt để cho tới chết. Tiểu Lan, Tiểu Lan, cô sao rồi? Khó chịu quá. Cô đừng sợ, tôi đưa cô đi tìm đại phu. Quân có yêu tôi không? Tôi... Xin lỗi, tôi... Sao Huynh nói vậy? Huynh không phải tình nguyện sao? Không phải, tôi... Không cần nói nữa. Mỗi cam tâm tình nguyện mà. Chúng ta về nói cho mẹ biết đi. Mẹ nhất định không phản đối chúng ta đâu. Nhưng mà tạm thời bây giờ Quân không thể cùng muội về được. Chuyện sư phụ Quân căn dặn Quân vẫn chưa hoàn thành. Nhưng muội sẽ về trước. Muội làm xong gì hãy đến tìm muội. Cũng được. Muội đợi Quân. Quân nhất định trở về. Hay quá, cuối cùng đã tìm được muội rồi. Muội đến đây tìm muội sao? Vì mẫu ở nhà lo cho muội lắm. Cần gì lo chứ, muội đâu phải là trẻ con. Tử La, Huynh suy nghĩ kỹ rồi. Lúc trước suy nghĩ của Huynh ấu trĩ quá. Muội đừng giận Huynh nữa. Từ nay Huynh sẽ không ép buộc muội nữa đâu. Muội không có giận Huynh. Ra ngoài dạo chơi cũng tốt lắm, đỡ hơn ở nhà suốt ngày. Vậy chúng ta về nhà mau đi, đừng để mẫu lo. Cờ quá, con làm mẹ lo muốn chết. Con xin lỗi mẹ. Bây giờ con đã về rồi nè. Đằng Tiêu à, cũng may là có con. Tử La đi chung với con, bác mới yên tâm đó. Ba mẫu à, Tử La không còn nhỏ nữa, nhiều khi không cần phải lo lắng quá. Con nhà đầu này, từ nay con nên cố gắng uốn nắn nó. Ừ, chúng ta để Tử La nghỉ ngơi trước đi. Những chuyện còn lại sau này mới tính. Con cũng phải cáo từ. Con không ở lại thêm một lát nữa sao? Con không về nhà mấy ngày rồi, cha mẹ con đang đợi con. À, thôi được. Ba mẫu à, con cáo từ nha. Tử La quên đi nha. Nè Đằng Tiêu, cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ con nha. Dạ. Cậu Đằng Tiêu này đúng là đáng quý thật đó. Mẹ, con vào phòng nghỉ ngơi nha. Ừ. Vô ích thôi. Hà tất tiêu hao công lực của cậu chứ. Nếu tôi không làm vậy, tôi sợ lão qua không khỏi đêm nay. Cảm ơn cậu. Tôi tự biết thân phận của tôi. Làm người trước sau cũng phải chết, không gì đáng sợ. Sao lão không gọi đệ tử lão về? Tôi chết đi nó sẽ không sao. Tôi không muốn liên lụy nó, làm nó
phải giống như tôi sống một cuộc sống lẫn trốn. Nhưng nếu cậu ta không gặp lão, cậu ta sẽ ân hận suốt đời. Phải đó cha, sư huynh trở về không gặp cha nhất định sẽ đau lòng lắm. Cha cũng nhớ nó lắm. Kêu cậu ta về đi. Sư huynh, huynh mau cùng muội về đi, cha chịu không nổi nữa rồi. Sư muội, huynh đã hỏi những người ở đây, không ai biết ở đây có Lý Thần Y cả. Trời ơi, đó là do cha không muốn liên lụy huynh thôi. Tin bịa ra cái đó. Gì? Sư phụ đâu? À, đi đi. Sư phụ. Cha. Cậu là Mạnh Nguyên Siêu sao? Thì ra là ông. Cha. Ờ, mau nói chuyện đi, không kịp nữa đâu. Tôi đi tìm quan tài về giùm cậu. Sư phụ. Siêu, cũng nhờ vì bọn đại hiệp này, chứ nếu không e rằng sư phụ không thể gặp lại con nữa. Sư phụ. Nguyên Siêu, e rằng lần này sư phụ khó thoát được cái chết. Cha. Cha đừng bỏ rơi con một mình mà. Nguyên Siêu, sau khi sư phụ chết, ta giao Tư Mỹ cho con chăm sóc. Sư phụ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho sư muội đàng hoàng. Ta còn một chuyện nữa, ta đã suy nghĩ nhiều năm. Thật ra là kẻ nào cũng truy sát, bức hại ta chứ. Bây giờ ta cũng phần nào biết được hắn là ai. Sư phụ, người nói cho con biết là ai đi, người nói đi. Nguyên Siêu, sư phụ nói cho con biết là muốn con biết để đề phòng hắn, chứ không phải vì muốn con tìm hắn để trả thù. Con biết không? Nguyên Siêu, nếu cuộc đời chưa đầy hận thù thì cuộc sống sẽ rất đau khổ. Nhưng mà thưa với ta, Nguyên Siêu. Được, sư phụ con hứa với người. À, tên này chính là tổng quản cẩm y vệ triều đình Thạch Triều Cơ. Bao nhiêu năm qua chính hắn luôn truy sát bức hại chúng ta, nhưng dù sao sư phụ cũng không hiểu hắn đi theo chúng ta bấy lâu, hình như đang điều tra chuyện gì đó, nhưng mà lại không lấy mạng của chúng ta. Ta nghĩ có thể hắn vì kim ngân châu báu gì đó. Nguyên Siêu, cấm y vệ hành xử không bao giờ nói phải trái. Con không nên gây chuyện với bọn chúng, càng không nên trả thù. Nếu không, sư phụ chết không nhắm mắt. Sư phụ. Còn một chuyện nữa, xin thờ cha con từng nói với ta, ước nguyện lớn nhất của cha con là liên kết với các tiêu hãng đại giang Nam Bắc, tạo thành liên minh. Mọi người có thể tương trợ lẫn nhau, không còn mảnh ai nấy làm, cùng nhau chống lại đạo tặc. Vậy thì cuộc sống của tiêu hãng và tiêu sư sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng cha con không thể thực hiện ước nguyện này. Liên minh tiêu hãng. Sư phụ. Cha. Từ Mỹ, từ nay phải nghe lời sư huynh của cô. Con biết rồi cha. Sư phụ. Cha. Sư phụ. Cha. Sư phụ. Thank you.
Đức sư phụ Lâm Chung, có đa tạ đại hiệp ra tay cứu. Không cần đâu. Nghe lời của sư phụ, cậu cố gắng luyện công, 5 năm sau so tài với tôi. Hả? Tiền bối, xin lỗi nghe, tôi đã cố gắng rồi nhưng mà không cứu được lão. Khoan đi đã, dám hỏi đại hiệp, lúc sư phụ Lâm Chung có nhắc đến Thạch Triều Cơ, thật ra là người nào? Để tôi nghĩ coi nên hình dung hắn như thế nào. Hắn là một con chó, một con chó trong triều đình. Tài sai, tôi nhất định giết chết hắn. Ê, con chó này không chỉ nham hiểm độc ác, cậu không có chút kinh nghiệm giang hồ gì, đấu không lại hắn đâu. Đại hiệp, có thể giúp tôi một phần sức không? Bẩm báo đại nhân, thuộc hạ đã tìm khắp ngọn núi nhưng không phát hiện được hành tung của đám người Lữ Thọ Cung. Đúng là đáng ghét, khốn kiếp. Lữ Thọ Cung bị thương nặng như vậy, tại sao lại để hắn dễ dàng chạy thoát chứ? Đại nhân, khinh công của Mậu Trường Phong tài giỏi quá, tiểu nhân đuổi theo hắn, không ngờ hắn vẫn theo Lữ Thọ Cung và tiểu nữ chạy thoát. Mới chợp mắt đã biến mất dạng rồi. Tất cả các ngươi đều vô dụng, ta đúng là uổng công nuôi dưỡng các ngươi. Tuy đuổi không phạm 20 năm, khó khăn lắm mới có thể bắt được bọn chúng, không ngờ lại để hắn chạy thoát như vậy. Nếu vẫn không tìm được Lữ Thọ Côn, đừng nói là các ngươi, ngay cả thủ cấp của ta e rằng cũng khó mà giữ được. Đại nhân, vậy chúng ta phải làm gì? Ngươi nghĩ chúng ta phải làm gì đây? Mau đi tìm đi. Quan sai lão gia, xảy ra chuyện gì? Sao lại tới nhà tôi? Chuyện gì hả? Từ thu gia sản. Quan sai lão gia, gia đình chúng tôi là dân lương thiện nhiều đời, dạ, chưa bao giờ thiếu sung thuế. Lôi thôi, ngồi xuống cho ta. Hết đó. Ngồi xuống. Trời ơi. Giết người, đi ra ta. Tôi năn nỉ ông. Tôi năn nỉ ông mà. Gia đình này cũng trung hậu lắm, tại sao ông tịch thu gia sản của họ? Dương gia có điều không biết thôi. Gia đình này cất giữ bảo vật của hoàng thất. Đó là bảo vật gì chứ? Có rất nhiều thứ được lưu lại từ thời Đại Đường. Hả? Nghe nói là bảo vật do triều đại của Đường Thái Tông cố tình cho người lại, bấy lâu luôn được cất giữ trong cung, nhưng không hiểu tại sao lại lưu lạc dân gian. Có tin nói chính gia đình này đã cất giữ nó. Có chuyện đó sao? Xác thực vô cùng. Nếu hiến số bảo vật này cho hoàng cung, vậy thì hoàng thượng nhất định vui mừng vô cùng. Hãy bẩm cửu dương gia, thuộc hạ phát hiện có mật thất ở vườn hoa. Giá trị liên thành. Lần này ông đã lập công lớn, ta nhất định nói vài lời tốt đẹp giùm ông trước mặt hoàng thượng. Cảm ơn cửu dương gia.
Hoàng tử mà trông thấy nhất định sẽ vui mừng. Không biết Dương gia dự định chuyển số bảo vật này vào cung như thế nào? Ở đây ta có 100 tinh binh, ta điều động thêm một số cẩm y vệ đến đích thân kiển bảo vật về cung. Ta nghĩ làm vậy chắc chắn không có vấn đề gì. Dương gia, ngài nên suy nghĩ thận trọng. Chuyển một lượng lớn bảo vật, có phải nên che mắt người đời sẽ tốt hơn không? Vậy ý của Bắc Cung đại nhân là? Số bảo vật này vốn dĩ thuộc về hoàng thất, nhưng dù sao chúng ta cũng nhờ chiếm đoạt mới có. Nếu ngang nhiên lộ liễu chuyển về, e rằng sẽ bị người ta đạp tiêu. Hơn nữa, nếu trên đường vận chuyển bảo vật bị đám cường đạo trong giang hồ và quái khách lục lâm cướp bóc, chúng ta ngoài sáng bọn chúng trong tối, dù sao cũng không hay cho lắm. Nói có lý lắm. Vậy đại nhân có kế lưỡng toàn nào không? Tôi nghĩ hay là nhờ bảo tiêu đi. Bảo tiêu? Phải, tìm một tiêu hãn hộ tống áp tiêu, vậy thì có thể an toàn vô cùng. Ý của ông muốn nói lỡ như có sơ suất cũng có thể truy tìm. Diệu kế. Diệu kế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.